Hôm nay em lại lên cho quý chị mình xem một mảnh vườn cà phê sen 120 gốc sầu riêng nhé quý chị nhé, và 200 cây mắc ca. Ngoài ra là có được mấy trăm tiêu nữa. Mảnh vườn này thì nó tọa lạc tại xã Bức So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nha quý chị nhé. Đây, hiện tại thì em đang ở dưới chân mảnh vườn này, em quay lên cho quý chị mình xem. Đây là phần ao hồ riêng của mình ha. Đường này thì đi lên tới đường nhựa khu dân cư. Đó, là mất khoảng 200 m, hơn 200 m thôi. Ngay trên này là đường nhựa rồi nhé quý chị nhé. Đây này, hồ ao của mình đây này, đường xá này, rất là thuận tiện luôn. Đây có máy ống là đầy đủ nhá mọi người nhá. Ao hồ nước tưới thì quý chị mình an tâm, nó không thiếu. Đây là cà phê của mình. Nói chung là năm nay thì dự tính cà phê của chúng ta thì cà phê cũng được mấy trăm cây thôi. Năm nay cả cà phê cả tiêu thì rơi vào khoảng 2 tấn thôi. Đó, mảnh vườn thì có tổng diện tích đất là 1 hecta 3 nhá mọi người nhá. Đó, cà phê này. Trái ngắt ngay này, trái giống rất là đạt luôn này. Trái đã chưa? Đó, vị trí mảnh vườn này thì tọa lạc tại xã Bức So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, cách trung tâm ủy ban mọi tiện ích là rơi vào khoảng 2,5 km nhé mọi người nhé. Đây trái này, ngắt ngay luôn này, cả lá xoài này, trái to này. Đây sầu riêng thì tổng thì nhà chủ trồng được 120 gốc sầu riêng, trong đó là khoảng 30-40 cây đã đang cho thu. Này, cà phê này đẹp ngất ngây các chị nhá. Này sầu riêng chúng ta đây. Sầu riêng này sang năm để trái cơ này. Loại như này thì khoảng được 30-40 cây. 30-40 cây sầu này nhá. Này, cà phê trái đã quá. Năm nay thì dự tính là khoảng 2 tấn cà tiêu thôi. Mình chị mình mua vào là thu mùa luôn nhá. Giá rẻ nhá. Đấy, sầu riêng này 120 cây sầu riêng sen cà phê bao đẹp. Đây trái cà phê cong cây luôn này. Đây, đất là bằng bằng phẳng như thế này, từ trên thẳng xuống dưới nhá. Đó, từ trên xuống dưới là bằng phẳng như thế này, đi làm rất là khỏe, cập theo mặt đường dài miên man luôn, chăm sóc bỏ phân cho kiểu gì rất là khỏe. Lại là tơ tơ như thế này và một ít mới trồng. Đó, tơ như thế này thì sang năm chăm sóc và sang năm thu bẫy này. Đất rất là tốt nha mọi người nhé. Đó, sầu riêng đầy đủ. Rất là đẹp luôn. Thì chị mình mua mảnh vườn này là có một dàn sầu riêng vào là chăm sóc và thu hoạch. Đấy, sầu riêng thu này. 3-40 cây. Cưa cành thoáng hết rồi, đợi chuẩn bị làm bông rồi. 1 hecta 3, giá là 1,3 tỷ thương lượng quý chị nhé. Có cà phê, hồ tiêu và sầu riêng, mắc ca, 4 loại cây trồng trên mảnh vườn của mình. Đây, sầu riêng này. Sầu riêng như này thì được mấy chục cây. Đó, cần gì nhiều. Này thôi, chăm sóc mạnh và là ok nha mọi người nhé. Tổng là 120 gốc. Đó, sầu riêng này, thu bói, thu trái của mình nha. Đấy, khá là nhiều. Đất là bằng, tỏa nhẹ, cà phê đây, khá là đẹp nhé mọi người nhé. Đấy, mới cắt cành hết rồi, chuẩn bị xịt thuốc rửa vườn này, làm bông này cho sầu riêng để trái hết rồi nhé. Đất của mình thì nói chung là khá là bằng đẹp quý chị nhé. Đó, đây này, sầu riêng thì gia chủ trồng được 120 cây, là cả cây mấy cái nhỏ này thôi, ít cây nhỏ này thôi, còn lại là sầu riêng to hết rồi. Đấy, em đang đứng ở giữa đấy nhá. Mắc ca thì gia chủ trồng được khoảng 200 cây này. Đó, quý chị nhìn thẳng lên trên này, nhìn thẳng lên đây. Đó, trên có một ít tiêu này, mắc ca đây, còn cả mắc ca nhỏ nữa này. Đó, vườn khá là đẹp nhá, sầu riêng này nói chung là gia chủ trồng khá là bài bản rồi. Phần ngã tư như thế này, phần đất trống này thì quý chị mình tích thì mình cấy thêm cà phê ghép cho nó phủ xanh cái vườn này luôn là bao đẹp. Đất đây thì đất đỏ ba gian hoàn toàn nhé mọi người. Đây sầu riêng này, sầu riêng thái nhé, mắc ca này, trồng kín hết rồi. Đất thì rất là tốt, cái phần đầu dưới thì cà phê, sầu riêng bao đẹp luôn. Đây, quý anh chị mình có tài chính thấp muốn mua một mảnh vườn có nguồn thu là ổn định này, có đủ loại cho trồng thì đừng bỏ qua cái mảnh vườn này nhé. Đây, có sầu riêng, có mắc ca, hồ tiêu, cà phê. Đấy, đất thì thoải nhẹ thôi, được cái hơi dài một tí thôi. Đó, đường này thì cặp theo mặt đường này quý chị mình chạy xe bon bon luôn. Làm như thế này thì nó lại khỏe nhé quý chị nhé.
rất là bằng phẳng, hơi thoải nhẹ thôi, cách đường nhựa là khoảng 200m là tới vườn của mình rồi, quá thuận tiện nhá. Quý chị nhá, tiêu của chúng ta thì nói chung là còn khoảng mấy trăm nữa. Đấy, phần này em đang đứng trên đầu này là có tiêu này, tiêu này nói chung là cà tiêu của chúng ta thì đâu hơn 2 tấn này, có tiêu thu, có cà phê thu, có sầu riêng thu nữa nhá, gần 200 cây mắc ca như thế này đó, trồng kín rẫy rồi quý chị nhá, giá thì cực rẻ luôn, 1 hecta đó, phun kín cà phê này, có cà phê tiêu, có sầu riêng, có mắc ca nữa. Mình xem thêm cà phê cấy kín vườn này nữa thì tăng thêm nguồn thu nhập trên mảnh vườn này nhá quý chị nhá. Hiện tại thì của mình là có tiêu này, tiêu ở trên đầu này, còn ở dưới là cà phê, sầu riêng đó, tiêu xem mắc ca, chung là tiêu của mình bình như thế này, mình tính chắc thì khoảng 2 tấn cà tiêu đi cho nó thoải mái quý chị nhá. Còn là sang năm thì mình chăm thêm sầu riêng, sầu riêng và mắc ca này, mắc ca này thì sang năm bắt đầu cho thu bõi quý chị nhá. Đó, gần 200 cây mắc ca thế này, khoảng đất trống ở đây thì mình quý chị mình mua thì múc cà vào nhá, cà giống mới vào trồng thì cũng nhanh thôi. Bên này, này bên hàng xóm trồng cà phê rất là đẹp luôn mọi người nhá. Ở đây thì đất rất là tơi xốp, cách đường nhựa nó khoảng 200m thôi quý chị nhá. Đó, cách trung tâm mọi tiện ích đó của xã Bút So là khoảng hơn 2 km một xíu thôi. Đó, đường xá đi rất là thuận tiện nha quý chị nhá. Đấy, đây này, đất của mình thì nói chung là nó hơi dài một tí. Đây, phần trên đầu này. Đấy, đất này thì mình có thể trồng lại cà ghép hoặc mình quý chị mình trồng tiêu lại thì ok này. Trồng cà thì rất là ok nhá. Bề ngang của nó thì ở trên này thì nó rơi vào khoảng hơn 30m thôi. Chiều dài thì nó dài hơn nhá, nhưng mà đất thì lại thoải đẹp quý chị nhá. Đó. Đây cà phê của bác hàng xóm này, nhìn là chỉ có mây thôi. Đó, nên vườn này mà trồng thêm cà phê thì quý chị mình có một dàn cà phê là đẹp như thế này này. Đấy, đất rất là tốt. Đây, bác hàng xóm trồng cà phê này quý chị nhìn không? Đẹp như một bức tranh luôn. Đây. Đấy. Hồ tiêu này, mắc ca. Quý chị mình cấy hết cả vào đây. Giá rẻ quý chị nhá. 1 hecta giá 1 tỷ 3 thương lượng. Đó, gần trung tâm. Quý chị mình quan tâm muốn sở hữu cái mảnh vườn này thì alo, ngay cho em theo số điện thoại trên màn hình nhá. Đấy, đất thì bằng truyền lai như thế này, không dốc. Cách đường nhựa là 200m. Rồi từ đây thì em cũng xin dừng video tại đây nhá. Mọi người yêu thương muốn sở hữu mảnh vườn này thì alo ngay cho em theo số điện thoại trên màn hình nhá. Đấy.